11 thủ thuật của quân đội khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Để trở thành một người lính, bạn sẽ phải nắm được rất nhiều thủ thuật sáng tạo. Tuy nhiên, đâu cần phải nhập ngũ thì mới có thể sử dụng các thủ thuật nhỏ như dán băng dính vào chân để khỏi bị phồng rộp hay dùng bông gòn tẩm Vaseline để làm mồi bắt lửa. Đây là 11 thủ thuật của quân đội để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Đừng quên nhấp vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để tham gia cộng đồng soi sáng nhé! Số 11. Dán băng dính vào chân. Băng dính, duct tape trong tiếng Anh, vốn là phát minh để giúp các chiến binh trong Thế chiến thứ 2 ngăn nước ngấm vào quân trang quân dụng. Nó có màu xanh đặc trưng của quân đội và khi đi kèm với tính năng chống thấm nước, nó được gọi là duct tape trong tiếng Anh, ám chỉ khả năng chống thấm như lông vịt. Ngày nay, quân đội dùng nó để ngăn ngừa các vết phồng rộp và chai chân gây ra bởi những đôi giày quân đội cứng nhắc khó chịu. Bạn cũng có thể làm tương tự khi phải đi một quãng đường xa trong thời gian dài, hoặc nếu bạn sở hữu một đôi giày lúc nào cũng làm bị phồng rộp đau đớn. Hãy dán vài mẩu băng dính lên vùng da chân hay bị cọ vào giày để làm giảm tình trạng cọ sát. Bạn cũng có thể dán thêm một miếng dán sơ cứu bên dưới nếu đã bị phồng rộp rồi. Số 10. Thắt dây giày hình thang để hỗ trợ cổ chân. Bộ đội có thể phải đi bốt mọi lúc, còn chúng ta có thể chỉ mang chúng vào mùa đông thôi. Và bạn có biết mùa đông thì có gì không? Những lớp băng tuyết trơn trượt có thể khiến bạn phải nhập viện vì bị trật cổ chân. Để hỗ trợ cổ chân tốt hơn, hãy thắt dây theo cách của quân đội. Kỹ thuật như sau. 1. Bắt đầu từ cặp lỗ dưới cùng, luồn dây từ bên trong ra ngoài. 2. Tiếp theo, luồn dây qua lỗ sỏ nằm trên cùng bên, luồn dây từ bên ngoài vào trong. 3. Bắt chéo hai sợi dây, kéo chúng lên từ hai lỗ sỏ ở hai bên đối diện, sau đó luồn dây qua lỗ sỏ nằm trên cùng bên tương tự như bước 2. 4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi hết lỗ. 5. Buộc dây giày thành nơ hoặc thắt nút hai lần để không bị tuột. Nếu vẫn còn thừa nhiều dây, dù với phương pháp này thì sẽ khó bị thừa dây lắm. Bạn hãy quấn dây quanh cổ chân và thắt nút. Nhét phần dây còn lại vào bên trong giày. Nghe có vẻ phức tạp thế thôi, nhưng làm vài lần thì bạn sẽ quen ngay. Số 9. Sơ cứu bằng băng vệ sinh. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể sử dụng băng vệ sinh để băng vết thương chảy máu. Dù sao thì công năng chính của băng vệ sinh chính là để thấm máu mà, phải không? Các bác sĩ cũng đã xác nhận tính khả thi của phương pháp này rồi. Theo nghiên cứu của trường đại học Dalhousie, Canada và bệnh viện khu vực St. John, băng vệ sinh cũng có độ sạch tương tự gạc tiệt trùng. Bạn chỉ cần áp một miếng băng vệ sinh lên vết thương và cố định bằng băng dính. Tất nhiên là bạn vẫn phải cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thủ thuật này rất hữu ích trong trường hợp cần thiết đấy. Số 8. Rắc đường vào vết thương. Cũng là để sơ cứu khẩn cấp, bạn có thể rắc đường lên vết thương để khỏi bị nhiễm khuẩn. Đừng lo, vì phương pháp điều trị khác thường này được dựa theo một nghiên cứu khoa học của Đại học Dược thuộc trường Đại học Arizona. Ngoài ra, đây còn là cách chữa trị vết thương tại chỗ có từ thời cổ đại nữa. Bạn thấy đó, vi khuẩn không thể sinh sôi trong môi trường quá ngọt. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể sử dụng đường dạng lỏng hoặc rắc đường lên vết thương. Hãy cứ để như vậy cho tới khi bạn đến được cơ sở y tế gần nhất hoặc có nhân viên y tế tới xử lý. Số 9. Mặc quần chạy bộ để giữ ấm hơn. Quần chạy bộ hoặc quần bó không chỉ để dành cho môn chạy bộ hoặc mặc lên cho hợp thời trang đâu nhé. Bạn có thể mặc chúng dưới mọi loại quần mà không bị lộ. Đây là bí quyết sinh tồn tuyệt vời khi bạn cần phải giữ ấm trong môi trường lạnh. Vì thế, dù bạn định đi trượt băng hay đi bộ tại một vùng lạnh giá, đừng quên mặc quần chạy bộ trước nhé. Số 6. Giày siêu bóng. Giày quân đội luôn bóng loáng là nhờ một thủ thuật đặc biệt. Giày siêu bóng. Lấy một lượng lớn xi đánh giày, xoa lên đôi giày hoặc bốt da của bạn và để đó 10 đến 15 phút. Sau đó, dùng bật lửa hoặc một nguồn lửa hơ khắp bề mặt giày và chứng kiến chúng trở nên sáng bóng. Cuối cùng, hãy dùng một miếng vải ẩm sạch để đánh bóng bề mặt giày. À, mà bạn nên nhớ hết sức cẩn thận khi dùng lửa nhé. Nếu giày của bạn không làm từ chất liệu chống cháy như da thật thì đừng áp dụng cách này. Số 5. Sơ vin kiểu quân đội. Nếu áo bị rộng,
có lẽ bạn vừa mới giảm cân hoặc chưa có cơ hội mua quần áo mới. Và việc nhét áo vào trong quần làm sao cho đẹp có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Hãy dùng kỹ thuật sơ vin áo kiểu quân đội để trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn khi mặc một chiếc áo thùng thình. Cách làm đây: 1. Nhét áo vào trong quần nhưng đừng kéo khóa lên vội. 2. Dùng ngón cái và ngón trỏ kéo hai bên áo ra tại đường may dọc hai bên thân. 3. Kéo xuống cho tới khi áo thẳng. 4. Gập mỗi bên về phía sau. 5. Kéo khóa quần và đeo thắt lưng vào để nước gấp được cố định. Số 4. Dùng bông gòn và Vaseline làm mồi lửa. Trước khi bạn ném lọ Vaseline của mình vào thùng rác vì sợ nó sẽ bắt lửa và thiêu rụi căn nhà, hãy nghe này. Tiến sĩ Elizabeth Winslow, cố vấn nghiên cứu tại Bệnh viện Presbyterian ở Dallas, đã khẳng định Vaseline không có nguy cơ gây hỏa hoạn, nhưng bông gòn thì bắt lửa cực tốt. Nhược điểm duy nhất của bông gòn là chúng cháy hết rất nhanh. Vì thế, nếu quẹt Vaseline cho đẫm cục bông gòn và đốt, bạn sẽ có một ngọn lửa vừa mạnh vừa cháy lâu. Đây là một thủ thuật hữu ích khi cắm trại đấy. Số 3. Cắt đuôi khi đang lái xe. Nếu có cảm giác người lái xe phía sau đang bám đuôi mình khi nhìn vào gương chiếu hậu, bạn chỉ cần rẽ 4 lần liên tiếp. Đây thường là cách tốt nhất để cắt đuôi người khác. Nếu vẫn thấy kẻ đó bám theo, hãy gọi ngay cho cảnh sát hoặc đi tới đồn cảnh sát gần nhất. Số 2. Dọn giường sạch tinh tươm. Danh sách này sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến việc dọn giường sạch sẽ theo phong cách nhà binh. Đây là cách để góc của ga giường được gấp lại gọn gàng. 1. Tại đuôi giường, nhét phần viền ga vào giữa đệm với giường. Hãy đảm bảo rằng ga không bị nhăn nhúm. 2. Làm tương tự tại đầu giường, đảm bảo là bạn đã kéo và vuốt thẳng mặt ga. 3. Kéo một góc ga trải giường lên với độ dài khoảng 40cm. Nhét phần ga giữa góc giường và ngón tay của bạn lại. 4. Ấn ngón tay vào góc đệm, sao cho phần ga trên tay được kéo thẳng và gập nó xuống. Lúc này, tại phía ngoài của góc đệm, bạn sẽ thấy một đường chéo 45 độ. 5. Lặp lại tương tự với các góc giường còn lại. Số 1. Đi tiểu khi tắm. Đi tiểu khi tắm có thể là một chủ đề gây tranh cãi ở một số gia đình, thậm chí có thể là một bí mật nho nhỏ của một số người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc này có thể thực sự ngăn ngừa và chữa trị bệnh nấm kẽ ngón chân. Nước tiểu có chứa những chất tự nhiên như axit uric và amoniac giúp chống nhiễm nấm. Vì vậy, nghĩ cho kỹ thì bạn đã có một liệu pháp spa vừa nhanh vừa miễn phí. Chưa kể là bạn sẽ tiết kiệm được tiền nước và bảo vệ môi trường. Tôi thấy thế là đôi bên cùng có lợi đấy. Nghe thì có vẻ kinh nhưng mà cũng tốt đó chứ. Bạn muốn áp dụng thủ thuật nào? Hãy cho chúng tôi biết tại phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn like video này và chia sẻ với bạn bè và nhấn cả nút đăng ký để luôn được cập nhật nội dung mới của Soi Sáng nhé.